Xin chào anh em. Theo anh em, tiền nhiều để làm gì? Mình có thể liệt kê nếu như mình có tiền nhiều mình sẽ làm gì nhá. Thứ nhất, mua xe cho mẹ. Thứ nhì, xây nhà cho ông bà. Tiếp theo là gì nữa? Mua giày về chân, giày đá bóng đấy. Giày đá bóng mua giày để cặp nhà chân. Tiếp theo là gì nữa? Mua bóng để em ngủ. Mua cúp về chân đầy nhà nè. Mua đồ chính hãng để khỏi phải xài đồ phết. Xây sân bóng riêng để tập. Một bình bao hết nguyên sân. Để không phải đi bán son. Không phải đi đóng quảng cáo. Chỉ việc lo đá banh thôi. Để khỏi phải xin tài trợ. Khỏi phải chờ lương hưu. Vậy theo cả nhà, tiền nhiều thì làm gì? Comment phía bên dưới cho mình biết với nhé.